Câu ghép thì nó gồm lớn hoặc bằng hai cụm chủ vị. Có nghĩa là mình sẽ phải ghép hai cụm này với nhau. Và có ba cách chính để ghép hai cụm chủ vị này. Thứ nhất là chúng ta dùng một cái coordinator hay còn gọi là fanboys ấy. Không biết em đã nghe về cái này chưa nhỉ? Dạ chưa. Đó, ok, thì bây giờ anh sẽ nói cho em fanboys nhá. Fanboys để nói thế cho dễ nhớ. Thì nó là gồm 7 từ. Fans là F là for này. For. A là and. N là nor. B là but. Lỗi nha, anh viết trên máy tính nên là chữ nó cũng không được đẹp lắm. Không biết em đọc được không nhỉ? Dạ, đọc rồi anh ạ. Ok. O là or. E dài là jet. Và S là so. Thì đây là các cái coordinators để mình có thể nối hai cụm SV với nhau. Thì từ từ anh tẩy chỗ này đi ạ. Thì ok, thì để nối một câu chẳng hạn, giả sử mình sẽ dùng là S V này, phẩy một coordinators, phẩy fanboys. Fanboys nhá. Boys. Và tiếp theo là một cụm SV. Thì ví dụ nó là ở trong cái câu này là grammar is easy. Grammar là S, is là verb, đúng không? Thì đây là một cụm SV nhá. Xong mình phẩy so, đây là fanboy, đúng không? Có 7 từ này. So là một từ fanboy. Và I là S. Và learn là verb. So I learned it quickly. Thì cách đầu tiên là một cụm SV phẩy fanboy và tiếp tục là một cụm SV. Để em. Rồi. Đó, thì em có thể cho anh một ví dụ về một câu có thể nối theo kiểu fanboy không nhỉ? Em có thể dùng cả 7 từ này. Hoặc là dùng bất kỳ từ nào trong 7 từ cũng được. I go fishing and Ok, à. thì à không, từ từ không không phải đấy của em, nó đang là một cái câu là nó nối hai cái động từ với nhau em ạ. Còn đây là mình phải hai cái mệnh để hai cái SV nối với nhau ấy. Ví dụ như là my brother is reading a book and I am playing football chẳng hạn, thì nó là hai cụm SV đúng không? Đấy, thì bây giờ em có thể nói lại một cái ví dụ không? Có nghĩa là hai cụm chủ vị nối với nhau bằng một từ fanboys. Ok. Thế thì thôi, nếu mà em chưa nghĩ ra thì có thể nói là vấn đề ý tưởng, nhưng mà em hiểu sơ bộ được anh nói về cái gì rồi đúng không? Rồi, em hiểu rồi anh. Ok, nó vấn đề ý tưởng thôi. Thì bây giờ thì lúc sau mình sẽ có những cái bài tập luyện tập để em có thể hiểu được rõ dạng này hơn. Bây giờ anh sẽ đi qua lý thuyết trước nhá. Rồi. Thì cách thứ hai để mình có thể nối hai cụm chủ vị với nhau ở trong một cái câu ghép ấy, đó là sử dụng một cái conjunctive adverb. Hay là gọi là giả sử ví dụ có câu này đi, grammar is easy đúng không? Vẫn là cái câu, vẫn là cái ý tưởng của cái câu là thế. Grammar is easy. Thì grammar nó là S này. Is lại là verb easy. Sau đó mình phải chấm phẩy và mình dùng từ therefore. Cái từ therefore này nó là một conjunctive adverb. Thì những cái từ này em có thể thay đổi tùy ý, giả sử does này, therefore có thể thay thành does này. Hoặc là for example này, for instance này, consequently này, kiểu có rất nhiều từ như thế. Thì những cái từ đấy thì nó là về một cái mảng khác rồi. Thì đây anh chỉ nói về cấu tạo câu thôi. Để em thể hiểu và có thể nói hoặc là viết một cách chuẩn ngữ pháp. Đó. Thì giả sử từ therefore chẳng hạn. Thì em bao giờ nghe về những cái từ này chưa nhỉ? Rồi ạ. Ok, đó. Thì giả sử vì grammar is easy đúng không? Bởi vì grammar rất là dễ. Thế do vậy, I learned quickly, tôi học nó rất là nhanh. Thì I learned it quickly, nó là một cụm chủ vị nữa. Đó, thì grammar is easy, therefore I learned it quickly. Thì bây giờ nhá, anh có thể đổi lại câu này
Rồi, ví dụ khác chẳng hạn. Grammar is difficult. Chấm phẩy. However, I learned it quickly. Thì kiểu cái từ conjunctive adverb này nó sẽ cho vào dựa trên nghĩa của câu ấy. Chẳng hạn như là ở đây thì bởi vì grammar nó dễ nên là tôi học nhanh đúng không? Còn nếu anh đổi cái vế trước à, nếu mà anh đổi thành grammar is difficult thì em phải đổi cái từ nối nó thành however, I learned it quickly. Bởi vì à, tuy nhiên nó dịch ra tiếng Việt nó là mặc dù ngữ pháp rất khó nhưng mà tôi vẫn học nó rất nhanh ấy. Thì nói chung là những cái từ này em sẽ cho sao cho phù hợp với cái nghĩa của nó nhá. Thì bây giờ em có biết một số từ này không, để anh có thể gõ một số từ ra phần chat để em có thể để em biết em cần anh gõ ra không? Để anh gõ ra. Dạ, anh cứ cứ gọi ông được Ok, thì anh sẽ cho em một số từ để em có thể dùng nhé, một số từ mức độ cơ bản. For này. Đấy. However. Đó. Thì đây là ba cụm nhá. Đầu tiên là therefore hoặc là thus, hoặc có thể dùng là consequently, thì có thể đưa ra những cái hậu quả đúng không? Hậu quả của một cái thành của cái vế trước. Thứ hai là however bằng nevertheless bằng in contrast, thì nó là đưa ra cái vế sau phải đối ngược với vế trước. Và thứ ba là for example, for instance, thì là mình đưa ra ví dụ. Đó, thì đấy là ba cái từ với ba mục đích chính. Đó, em hiểu, vẫn hiểu bài ấy đúng không? Vâng ạ. Ok. Thì tiếp theo thì cách thứ ba để có thể kiểu có thể ngắt hai cụm với nhau, đấy là sử dụng một dấu chấm chấm phẩy là semicolon. Thì ở đây thay vì mình không cần dùng từ gì cả, mình chỉ cần ngắt giữa hai cụm SV một dấu chấm phẩy thôi. Grammar is easy. Chấm phẩy, I learned it quickly. Đó, thì cái này nó dùng thay dấu chấm. Đó. Dấu chấm phẩy và dấu chấm ấy nó có tác dụng gần như là như nhau ấy. Nên là dấu này có thể dùng để ngắt hai cụm chủ vị. Đấy, cái này thì dễ đúng không? Thứ ba thì mình sẽ học về complex sentence, có nghĩa là một câu phức. Thì câu phức nó sẽ có một mệnh đề chính và một mệnh đề phụ. Và cái mệnh đề phụ đấy nó là mệnh đề phụ thuộc ấy và nó không thể đứng một mình. Giả sử nhá, câu này Because grammar is easy, I learned it quickly. Câu đầu tiên nhá. Thì em thấy là grammar vẫn là chủ ngữ, is vẫn là verb đúng không? Nhưng mà ở đây có từ because rồi, nên nó sẽ thành mệnh đề phụ. Đó. Bởi vì nó dịch ra tiếng Việt, nó cũng như dịch ra tiếng Việt ấy. Dịch ra tiếng Việt nó sẽ là bởi vì ngữ pháp rất dễ. Thì bình thường em nói một câu trong tiếng Việt thì sẽ không ai nói câu cụt lủn là bởi vì ngữ pháp rất dễ đúng không? Thì không ai nói thế cả. Ngữ pháp rất dễ thì được nhá, ngữ pháp rất dễ thì nói một câu hoàn chỉnh, nhưng mà bởi vì ngữ pháp rất dễ thì lại nó lại không được vì nó cụt ấy, nghe nó cụt. Thế nên là cái những cái từ kiểu because này, because of các thứ ấy, nó sẽ làm cho cái mệnh đề này, cái cụm SV này nó trở nên không thể đứng một mình được. Thế nên là mình sẽ phải cần một cái cụm nào đấy nó đi cùng với nó. Thì ở trong trường hợp này nó là I learned it quickly. Thì cái cụm thì cái này nó sẽ là một cái mệnh đề phụ gắn với một mệnh đề chính nhá. Thì câu này dịch ra bởi vì ngữ pháp rất dễ, tôi học nó rất là nhanh. Thì cái mệnh đề because grammar is easy nó sẽ là bổ nghĩa, nó bổ nghĩa cho cái mệnh đề đằng sau này. Đó. Thì cái complex sentence, cái câu phức với câu ghép thì khác nhau ở điểm nào? Thì ở câu ghép thì em thấy ở câu ghép nhá, em thấy là nó sẽ là hai mệnh đề chính, hai cụm chủ vị nối với nhau đúng không, và từng cụm thì em có thể cho nó thành một câu riêng đúng không. Ví dụ câu ghép là grammar is easy so I learned it quickly, thì cái mệnh đề cái cụm I learned it quickly đứng riêng được, grammar is easy cũng đứng riêng được. Nhưng mà ở câu phức này thì khác, because grammar is easy thì lại không đứng riêng được, nhưng mà I learned it quickly thì lại đứng riêng được. Đó, thì đấy là cái phân biệt cơ bản giữa hai cái câu phức và câu ghép. Thì cái
mệnh đề phụ này em có thể để nó ở nhiều chỗ trong câu, giả sử because grammar is easy, I learned it quickly, hoặc là em có thể đảo nó ra sau như ở câu 2 này. Ở câu 2 này, đây phóng to tí nhìn nó dễ. Đấy. Ở câu 2 là I learned grammar quickly because it is easy. Đó. Thì cũng như tiếng Việt ấy, kiểu bởi vì ngữ pháp dễ nên là tôi học nó rất nhanh. Xong rồi đảo lại là tôi học ngữ pháp nhanh bởi vì nó rất dễ. Kiểu nó cũng, tiếng Anh nó cũng y hệt như vậy thôi. Đó. Thì mình có thể đảo lên trước hoặc đảo ra sau cũng được. Thứ hai, nó là với một cái gọi là adjective clause. Thì cái này nó như kiểu là mệnh đề quan hệ. Thì ví dụ, one of my favorite films is like water for chocolate, which is in Spanish. Thì tương tự, one of my favorite films yeah, thì nó là chủ ngữ đúng không? Một trong bộ phim yêu thích của tôi, is là động từ. Like water is like water chocolate, cái này là object nhá. Thì which is in Spanish, thì cái which is in Spanish này nó cũng y hệt như cái because ở bên trên thôi, nó cũng bổ ngữ cho câu chính này. Và cái này nó không thể đứng một mình được bởi vì nó có which ở trước. Những cái mệnh đề phụ chẳng hạn như là bắt đầu với which này, that này, với who, when, where các thứ thì nó đều không thể đứng một mình được nhá. Đây. Thì cái này thay vì dùng because để bổ nghĩa, dùng một adverb clause thì ở đây mình dùng adjective clause thôi. Nó cũng không khác gì mấy. Và thứ ba là now clause. Thì she doesn't, thì nó là that. Thì now clause ở đây nó sẽ không dùng which, when, where các thứ mà nó dùng that này. She doesn't agree. Kiểu she doesn't agree bản thân nó đứng thành một câu rồi bởi vì là cô ấy không đồng ý đúng không? Nhưng mà cái này bổ ngữ đó là that grammar is easy. Đó. Thì cái này, cái cụm that grammar is easy này nó cũng không thể đứng thành một câu riêng biệt được, mà nó phải đi cùng một cái SV khác. Ví dụ như là she là S nhá, doesn't là verb nhá, thì hề nó mới thành một câu hoàn chỉnh. Đó. Thì đấy là câu phức, toàn bộ câu phức. Thì em hiểu sương sương chưa nhỉ? Hiểu 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 câu phức là gì chưa? Rồi ạ, em hiểu rồi. Ok. Thì tiếp theo là câu phức ghép. Thì thực ra nó là câu phức và câu ghép. Có nghĩa là giả sử câu ghép là có hai hai cụm SV đúng không? SV phẩy SV SV. Còn câu phức là SV phẩy bổ ngữ đúng không? Bổ ngữ. Đó, phẩy mệnh đề quan hệ đấy, relative clause anh cứ viết tạm giả sử nó mệnh đề quan hệ nhá, RC relative clause. Thì ở câu phức ghép thì nó sẽ là SV gạch phẩy SV gạch phẩy relative clause, có nghĩa là ở trong một vế hoặc cả hai vế của câu thì nó kiểu nó có nhiều hơn hai cụm chủ vị có thể đứng riêng biệt và nhiều hơn một cụm chủ vị không thể đứng riêng biệt, một cụm kiểu mệnh đề không thể đứng riêng biệt. Thì câu này thực ra là nó cũng không phổ biến lắm ấy, và ở cái mức độ cơ bản thì mình cũng chưa đào sâu, thì anh cũng chỉ nói qua về cái này thôi. Giả sử ví dụ, phân tích ví dụ nhé. Because grammar is easy, đấy là bởi vì ngữ pháp rất dễ đúng không? Thì đây là cái cụm mệnh đề phụ không thể đứng riêng được. I learned it quickly. Thì I learned it quickly là mệnh đề chính. Cái mệnh đề chính này có thể đứng riêng được. Và phẩy fanboys như kiểu công thức này này. Phẩy fanboys này. But, but là fanboys á. But này á. Phẩy but. It took me several years to master writing. It là S này. Took là verb đúng không? Thì ở đây câu này nó cấu trúc là một mệnh đề, một adverb clause này, phẩy cụm chủ vị này, phẩy fanboys là bắt này, cụm chủ vị đó, thì nó vẫn là đúng ngữ pháp. Được chưa? Em hiểu sơ sơ nào câu Dạ đơn, rồi ạ. câu phức, câu ghép và câu phức ghép. Nghe thì giờ trước khi đến với chủ đề mới thì mình sẽ làm một số cái bài tập liên quan đến câu này nhá. Ok, tự chờ anh một chút. Đây đi. Đây. Đúng rồi. Thì đây, chúng ta sẽ có. Thì ở trong tiếng Anh ấy, nó sẽ có chỉ bốn loại câu đấy thôi. Có nghĩa là nếu một khi mà em không nhìn thấy một cái câu ấy, mà nó không thuộc vào một trong bốn loại câu đấy, thì có rất nhiều khả năng là câu đấy đang bị sai ngữ pháp.